Lên nói đầu tiên thì Trâm Minh Hà xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Minh Hà đã đến từ rất là lâu, đợi khoảng 2 tiếng, 3 tiếng rồi. Bây giờ ở Việt Nam là 6 giờ sáng, đây là giờ ngủ. Nên là rất là buồn ngủ. Nhưng mà khi mà bước ra thì được tất cả quý vị khán giả vỗ tay như thế này thì em sung lên lại rồi. Và không biết là quý vị khán giả có theo dõi hình ảnh thường xuyên của Minh Hà ở Việt Nam hay không. Nhưng mà Minh Hà thường là hát nhạc đen thôi. Dạ? Sao cô? À, cô lúc nào cũng theo dõi con hả? Thế bây giờ thì con định hỏi là bây giờ cô muốn con hát nhạc ballad hay là muốn hát nhạc dance? Nhưng mà tại vì con đã mặc bộ đồ này rồi thì không ballad được đâu ạ. Nhạc đen nhá, cho nó nhảy nhá. Bây giờ mà hát ballad là ngủ luôn đấy, con cũng ngủ à. Thế thì thường thì Minh Hà sẽ hát những ca khúc rất quen thuộc, những bài hát bên nàng hay hát ở Việt Nam. Nhưng mà khi qua hát ở châu Âu thì Minh Hà biết là Minh Hà phải hát những bài hát quen thuộc để tất cả quý vị khán giả có thể nghe và hiểu được. Và bây giờ thì một ca khúc đầu tiên là ca khúc Minh Hà nghe từ bé. Và ca khúc đó nó làm cho Minh Hà trỗi dậy cái ước mơ làm ca sĩ. Và bây giờ xin mọi người hãy cùng đến với ca khúc Anh Thì Không. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Nhạc lớn lên tí ạ. Trong người